Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo ngày hôm nay. Chứng hình của cô chú anh chị và bạn, đây là những hình ảnh của con đường 23 tháng 10. Khu vực này thuộc địa phận của xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Thạnh nữa đây. Video này em thực hiện được hôm nay là vào ngày 13 tháng 4 năm 2022. Bây giờ này là vào buổi chiều. Vào buổi chiều lên trên kia một đoạn là kia phía sau. Đây cũng khoảng tầm 4 giờ chiều nữa vậy. Thời tiết Nha Trang giờ này tự nhiên âm u. Trời giống như là muốn mưa vậy. Âm u, cảm giác cảnh hơi buồn. Sau những ngày nghỉ lễ, hôm nay là ngày làm việc thứ hai rồi. Tiếp thời gian tới đây thì sẽ có một kỳ nghỉ lễ nữa, đó là lễ 30/4/1/5. Thì kính thưa quý vị các bạn, vừa rồi lễ giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 ở Nha Trang cũng đón được một lượng khách trong nước rất là đông đúc. Theo thống kê của bên sở du lịch thì hình như là trong đợt lễ giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 vừa rồi thì Nha Trang đón khoảng 55.000 lượt khách đó vậy. Con số cũng tương đối ổn định cho ngành du lịch của Nha Trang. Hướng này của chú chị bạn đi thẳng nữa thì sẽ tới một đoạn nữa sẽ tới bến xe phía Nam và tới siêu thị Mega, khi xưa là siêu thị siêu thị Metro. Còn đây là đoạn thuộc Vĩnh Điềm Thượng của xã Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp. Thì em vừa mới đi quần lại thì hướng này của đường 23 tháng 10 thì quý vị các bạn lưu thông xuống hướng đi xuống của trung tâm của thành phố Nha Trang. Đoạn này thì nó thuộc Vĩnh Điềm Thượng của xã Vĩnh Hiệp, hay gọi là cây số 6 này. Trời giờ này âm u mà lạnh. Thời tiết Nha Trang thì mấy ngày nay là cũng nắng đẹp rồi, nắng và nóng rồi, bắt đầu nắng nóng rồi. Mấy ngày nghỉ lễ thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ vừa rồi. Thì sáng nay trời vẫn nắng, giờ này tự nhiên trời âm u, giống như là muốn mưa rồi. Đoạn này là trường tiểu học của Vĩnh Hiệp, cơ sở 2 của xã Vĩnh Hiệp. Gần khu vực đi vào cầu Ké. Dọc trên con đường 3 tháng 10 này cũng có kinh doanh buôn bán rất là đa dạng. Con đường này là con đường chuyên kinh doanh. Đoạn này là gần Toyota của Nha Trang này. Bên kia các anh chị công nhân đang tạo quang cảnh lại cho những cây cảnh, cắt tỉa cho nó đẹp, chăm sóc cỏ. Cô bán bánh mì, cô cởi xe điện đi bán dạo luôn. Về chiều thì buổi chiều là ở Nha Trang là
thường là ăn uống cũng vui lắm rồi, các món ăn vặt về chiều rồi rất là nhộn nhịp. Ở ngay vị trí này là ngã ba chợ ga này các bạn, ngã ba cây số 5 thuộc địa phận của xã Vĩnh Thạnh. Buổi chiều là bắt đầu là các cái quán ăn, quán bún, quán phở dọc trên con đường 23 tháng 10 này là bắt đầu dọn ra để mà buôn bán cho tới tối. Các quán cà phê rồi trà sữa, đặc biệt ở Nha Trang là có cái thức uống trà sữa vậy, được nhiều người thích lắm. Nên là nhiều cái quán trà sữa được mọc lên. Buổi chiều ở đường phố có vẻ xe vui nhộn hơn. Tới giờ tan ca rồi. Chỗ này có gỏi gà, cháo vịt nè. Chỗ này là khu liên cơ 2, địa chỉ 625 đường 3 tháng 10. Dọc trên đoạn này của đường 3 tháng 10 thì có các cửa hàng nội thất cũng như là các cửa hàng, các cái tiệm sửa chữa ô tô, dịch vụ ô tô. Vị trí này trước mình của các bạn đó là những hình ảnh của con đường cầu bè giao với con đường 23 tháng 10. Cái góc này về chiều về tối là cũng nhộn nhịp lắm rồi. Các cái gà rán hơi lăn lắc nè, rồi bún phở ăn uống dọc trên ngay góc của con đường cầu bè và con đường 23 tháng 10. Đi thẳng qua bên kia thì thuộc con đường cầu bè, thôn Văn Hóa, Phú Thạnh 1. Xe bây giờ từ hướng bên này là từ dưới trung tâm thành phố đi lên rất là đông rồi. Các cái quán tạp hóa cũng khá là lớn, rồi shop quần áo, rồi ăn uống. Ăn uống đoạn này có bánh ướt nè, bánh đập và bánh cuốn quế, rồi bún riêu, rồi bánh ướt, bánh đập, bánh cuốn của cô Hà, rất là nhộn nhịp. Bắt đầu giờ về chiều vào buổi tối là ăn uống đoạn này nhộn nhịp rồi. Em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem video. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn ạ.